chơi vài tiếng hồ cái đi à. À ấy ha. Em đi xuống uống nha. Cho uống khỏe. Đó nha. Dạ à, đi nha. Ở cái dừa à, cái dừa đâu? Ở đây là những cái dừa. Có chứ. Có đâu thì đi mua chứ không? Mà này có hả? Vô bán như thôi thôi đưa đi mua thôi, em thử gì nhà có em chặt. À, gì nhà chặt? Là có một cái lắm không? Thù quá. Nè, một xíu rồi. Thù quá. Xong rồi. Thôi khỏi xuống. Rồi, bà già đi chợ. À, đi chợ dai. Đi chợ dai. Đi, chợ dai. Đi dương xuống Dương Trang á. À, đi Dương Trang. À. Nước trong cái bịch ấy nè. Bịch gì? Đó, à có cái bình đó hả? À, thì được ai uống rồi lấy uống thôi. Ra ra ngồi nghỉ chút đi. Ghê. Đi ra ra. Chứ làm cái gì, cái này anh trèo cao quá mệt lắm, mai mốt ấy rồi kia. Con thờ cao quá nè, con thờ của Phật cao quá. Thấp thấp á, ra thấp thấp xuống. Khi anh thấp nhang mà anh leo đây coi như cái có leo lại không có thấp nhang nha, có ghế nhỏ này, ghế nhỏ nhưng mà anh leo đây là tôi coi như cái đúng anh trên mà thờ đây nữa rồi đâu được. Ví dụ như thấp nhang rồi gặp bàn thì tôi đứng bên thì thờ đứng bên được, được. Đó, không có được xuống anh gọn được, đừng có làm gì, làm thì cũng được. Rồi đây sau nghỉ ngơi uống nước thôi. Mà bây giờ mới cúng luôn. À, chắc như một sếp rồi. Chín rưỡi mười giờ, chín rưỡi mười giờ sáng. Đèn nấu, kiếm món, có làm cái đèn. Cúng ăn cơm và già mất nè. Đi xem mệt không? Dạ mệt chứ. Mệt ha, uống nước này. Dạ, dạ, dạ. Khỏe. Gió dữ lắm. Nó không biết gì đâu nói. Nó không biết chứ mà anh biết là mình cũng nổ lại rồi. Đó quá trời đó. Cái này nhớ mình chứ. Quay quay hồi không có tao trong đó mất tâm nữa. Uống nước hay... Dạ dạ dạ. Chùm luôn nha. Chơi luôn hả? Mà chữa bằng nhang nước lã hay là bằng gì? Nước lã thôi hả? Không có tàn nhang hả? Vậy đâu có hiệu quả. Ba con đó thôi. Dạ, thứ ba rồi, còn chị Tư là. Hả? Mà làm thành là bà hồi nào? À, từ ngày ăn chay trường là chữa bệnh cho anh ta luôn hả? Có lấy tiền không? Miễn phí luôn hả? Làm phước hả? Mà chữa rồi có ai chết chưa? Chết rồi. Họ nó làm món gì vậy? Nói tụi bậy bạ chết tôi đó. Không không, bây giờ anh hai hỏi tối nay Lâm ạ. Đây tao quay phim sáng nay luôn. Sao con Trang nó nói má là sẽ quay trở lại nhà đó nữa mà. Con ra. Quá trời. Ui giời.
chỉ con vậy mà nó con ra để má buồn vô cùng trời má buồn hết biết má nhớ không hồi đó hồi năm 73, 74 gì đó có đi với con về tới nhà cũ mình á không nhớ đâu đi về hai đứa đi về chơi á còn đây tấm ảnh này á giờ mới ra đây ủa cho nó mướn này hồi nào ạ tôi nắng lắm dạ đúng rồi lâu quá trời mua không được không? Sao nó nói má là quay trở lại? Hồi nãy con gọi cho nó rồi. Nó quay lại đâu. Bây giờ nó ai mà cất đồ nặng vô trong đó. Con Thanh với con Hạnh nó mới ra tới. Vậy hả? Dạ. Ra tới đâu rồi? Đặng Thanh. Ra tới đâu rồi? Nó ra tới nhà Trang rồi. Có thứ nào để nó đi mua khoai lang chắc nữa. Để gọi điện kêu nó. Khoai lang luôn. Khoai lang sống để sắc cũng cái giò. Thì mai nó đem vô. Mai gọi nó sắc luôn hả? Sắc luôn mua chi cho sớm. Có Trang đó không à? Dạ đi đâu rồi cậu à? À đi đâu rồi hả? Ủa tức là đi ra khỏi nhà luôn á hả? Dạ. Vậy chút xíu nữa Trang quay về nói gọi điện tới nhà cậu hai nha. Dạ. Bà ngoại dặn mua đồ gì đó, bà ngoại đi chợ về rồi tới đây rồi nè. Dạ. Mà quên mua cái món gì đó. Dạ. Chút nữa nói mẹ về là gọi điện liền nha. Dạ. Rồi khỏe hả? Không từ từ ta phải lấy toàn cảnh trước rồi ta mới đi lia qua từng người chứ. Không hôm trước chỉ cái bàn thôi. Bàn. Chỉ là gọn mà cũng biết tới trưa là xong à. Thảo bữa nay đỡ rồi. Lạnh không ra thấy lạnh. Dạ, cái cường. Ủa cô mà nấu cơm chiều nay ăn cơm chiều đúng không? Trời ơi, cô cũng đem lên nước. Không, mới nhờ em. À, đi tiếp đi. Đi sao ngủ? Trời ơi, có 6 người mà. Có 6 người rồi mà. Má nữa. Cô? Má không đi đâu. Không, con đi ra biển mà, con ra cho ra biển. Mấy giờ mấy bữa nay đỡ con là 91, 92 tuổi má của lãnh là 91, 92 tuổi rồi tóc sơ sơ rồi đi nhà ai đi nhà bởi vì ảnh hả máu tốt bởi anh ảnh 55 tuổi rồi phải không tóc đằng đen tóc thui luôn đen thui chúng ta đi nói trời ơi khỏi. Cố đau nổi đau tiếp sức khỏe nữa nghe nói mai mai nữa hả uống gì lạ không điều trị cái gì đó mà mấy cái đó mà uống gì tay luôn tay không đến lúc đó cũng phải đúng thầy cái này là 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 cái này là
với nói rằng xã hội nó tới thấy đứa con nhỏ bây giờ đặt lại cục thôi nó bự quá. Con đó đó đừng ra mới mua giùm đồ bà đã như mày. Ừ. Vậy chỗ mà có việc gì cho em làm cho em được chụp hình với. Đúng rồi, vô đây nè, vô hình. Vậy là bây giờ mình giả bộ ngồi xuống cuốn kia được không? Đây đây đây. Con gái ra bộ cuối rồi cũng cả nhà không. Đây chị chưa? Đi làm mới con gái từ 8 đứa. Lộn lộn đó con lộn. Con tên là con ông. Con Nguyên thôi. Con thôi. Nước sôi này hai đứa thì không có gì ăn à, vì sáng rồi vì anh mới nói là anh nói là về đi ăn giờ không có gì nữa. Cho xô chè thôi chứ gì ừ chứ không có gì hết rồi được nhưng mà nó hơi dài á phải xếp vô sâu vô chút nữa ở phía ngoài này thấy nó dư không bánh tráng nó dư ở ngoài á thấy không mình phải xếp vô sáng được 2 giờ trời ơi 2 giờ đi ra đi ra thì chiều tối ăn cơm ở nhà vậy 2 giờ mà ăn sao được nữa trời chưa ăn đây rồi mà 2 giờ mà đúng rồi cô làm đó đi luôn đi ra nha luôn ghé lấy đem ra ghé ăn thì được chứ còn ghé ăn không được ghé lấy thì để em chạy em nấu xong ghé lấy cũng được hết chứ gần hơn dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy hả? Anh cứ qua con về đây 2 tuổi. Quay tự nhiên người ta ăn uống rồi quay đi chứ sao. Đáp tiệc không quay đâu. Trọng ơi. Trọng. Trọng ơi. Anh chặt cái cây này chi vậy? Con chú nào anh ơi? Đất nhà con nè. Con chú nào anh ơi? Hết đồ đồ trên này, trên đây nè. Đúng rồi, miếng này cầm vào trước. Thứ bảy chủ nhật nhưng mà thứ bảy chủ nhật ngày mỗi có mấy chiếc lúc tuần trước rồi. Nó cũng có mua máy điện đó. Nó trong đó nó học chứ cô. Gái Úc thôi á. Dạ. Qua con thấy rồi. Nay cô lớn cô bự con quá. Xưa ra như mới có 1-2 tuổi nữa. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. 1-2 tuổi chứ nhiên. 73 nó mới sanh. Đúng rồi. Lúc nó thấy đồng đồng cũng dẫn trên nhà. Không, mình về hè năm 74 á. Mình về hè năm 74. Ổng mất hè, tính con bóng nha. Thank you.
Đó còn dính nữa. Đủ rồi. Đủ rồi. Em vô ngồi đi em. Đó có một đá rồi. Đủ đi chưa? Ta đi lưng chưa? Nghe nói hồi nãy nó anh ngủ đâu đây mà. Mấy nhỏ cho đi không? Đây bà đây. Bà con mấy xuống xuống đi. Chị Phình gửi qua nói này là quán lẩu bò đồng xanh của hai chồng Trinh. Lấy cái tảng đồng xanh để ra. Đứng đi, nữ đứng trước, nam đứng sau đi cho nó gọn gọn á. Rồi vô vô. Để đó, vô luôn đi. Cho nữ đứng trước đi. Nữ đứng trước, nam đứng sau đi. Đứng mà chen nhau mỗi người. Xe kẻ vậy đó, chen kẻ. Đó cho nó gom gom lại chụp cho mới thấy lớn. Ra trước đi. Ra trước đi, rồi mấy nam á. Đứng hết đi, đứng hàng ngang trước hết đi. Chị lên đi, bước lên đi. Bước lên, xích ra mấy đứa xích ra một chút. Đó, rồi bây giờ nam đứng là coi như là xen kẽ. Thấy mặt nghe. Xích vô. Nam xích vô. Hết rồi, được rồi. Chụp nghe. 1, 2, 3. Rồi bây giờ chụp lấy nửa người đi. Cho nó gần. Hả?
nó chạy bằng ga, nó chạy bằng cái máy ngoài chứ không có còn cái đồ nó xuống côi nó không còn nữa rồi. Bắt tài chút đi vô nướng nó cái vậy lớn hả? Đâu có, rồi nói chút nói về nhà.